Gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản là nhiệm vụ hàng đầu của các địa phương đánh bắt thủy sản, trong đó có Thừa Thiên Huế. Thời gian qua, cùng với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, lực lượng biên phòng tỉnh đã triển khai đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp, trọng tâm là kiểm soát phương tiện đánh bắt trên biển, xử lý nghiêm các vi phạm. Nhờ vậy, Thừa Thiên Huế được đánh giá là một trong những địa bàn triển khai hiệu quả việc tuân thủ quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU. Cảng Thuận An là nơi tập trung nhiều tàu thuyền đánh bắt cá lớn nhất của tỉnh Thừa Thiên Huế. Chỉ tỉnh riêng trên địa bàn đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phụ trách đã có 448 phương tiện khai thác hải sản, trong đó có 208 tàu thuyền đánh bắt xa bờ có chiều dài từ 15 mét trở lên. Tranh thủ thời điểm các phương tiện neo đậu tại cảng hoặc vào làm thủ tục, cán bộ chiến sĩ trạm kiểm soát biên phòng cảng Thuận An thường đến các tàu để thăm hỏi, động viên và tuyên truyền để nâng cao nhận thức về pháp luật cho ngư dân. Đơn vị cử cán bộ xuống tận nơi và trực tiếp gặp từng ngư dân, từng chủ tàu thuyền để tuyên truyền. Ngoài ra, đơn vị còn đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của các địa phương bằng cách từ biên soạn các nội dung ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu và các khung giờ trong ngày. Tại khu vực trạm kiểm soát biên phòng Thuận An, trung bình mỗi ngày có hơn 40 lượt tàu thuyền vào làm thủ tục để ra khơi. Bên cạnh việc tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, trạm kiểm soát biên phòng còn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đối với các phương tiện khi làm thủ tục xuất nhập bến. Chúng tôi kiểm tra kiểm soát chặt chẽ các loại thủ tục giấy tờ của tàu cá và kiểm danh, kiểm diện thuyền viên trên tàu. Các phương tiện trên 15 mét, chúng tôi kiểm tra hoạt động của các thiết bị giám sát hành trình, thông tin liên lạc. Nếu các tàu cá vi phạm một trong các điều kiện trên, thì chúng tôi cương quyết không cho ra khơi. Tỉnh Thừa Thiên Huế có 2.062 phương tiện tàu thuyền và 11.350 lao động. Trong thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức các đợt cao điểm, tăng cường công tác tuần tra xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm. Trong năm 2023, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát hiện xử lý 6 vụ trên 8 phương tiện đánh bắt hải sản trái phép, phạt tiền hơn 260 triệu đồng. Tất cả tàu cá vi phạm đều thuộc các tỉnh lân cận, chưa ghi nhận trường hợp nào tàu cá của tỉnh Thừa Thiên Huế. Bên cạnh việc làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định khi hoạt động khai thác trên biển, không vi phạm chủ quyền vùng biển nước ngoài, thì Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế còn tập trung chỉ đạo cho các đồn biên phòng, hải đội biên phòng tăng cường công tác tuần tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện vi phạm. Với nhiều biện pháp cách làm hiệu quả, nhận thức pháp luật của ngư dân được nâng lên rõ rệt. Hoạt động khai thác đánh bắt hải sản tại các vùng biển giáp ranh của ngư dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều chuyển biến tích cực. Mỗi chuyến ra khơi bám biển, các chủ phương tiện và thuyền viên đều chấp hành tốt các quy định, không vi phạm khai thác IUU. Mỗi lần chúng tôi ra khơi thì cũng nhờ sự là quan tâm và tin tưởng Bộ đội Biên phòng, thì mỗi lần đi thì chúng tôi giải tờ đầy đủ. Vậy thứ nhất thì vừa khơi bám biển thì giám sát hành trình thì luôn mở và đánh bắt khai thác đúng vùng đúng tuyến, không vi phạm luật chủ quyền biển đảo. Tôi thì làm lưới là về đêm, ra trong điện, ra tối ra trong điện đó. Trong điện thì có cá mực thì nhiều thì làm được nhiều, 5 tấn, 3 tấn. Mình là đừng đi qua mấy cái vùng ranh giới cạn nữa, mình phải làm trong cái ranh giới của mình. Giờ đây, mỗi người dân đã nhận thức rõ việc gỡ thẻ vàng không chỉ nâng cao giá trị hải sản Việt Nam mà còn góp phần nâng cao cuộc sống của người dân. Chính vì vậy, mỗi chuyến vươn khơi bám biển không chỉ là hành trình mưu sinh mà còn là trách nhiệm với biển đảo quê hương đất nước. Cùng với đó là sự quan tâm hỗ trợ của Bộ đội Biên phòng đã giúp ngư dân yên tâm bám biển sản xuất, bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.